3 bí quyết giảm cân hiệu quả không cần đến nhịn ăn và tập thể dục. Có một nghịch lý là tuy rất muốn giảm cân nhưng không phải ai cũng đủ can đảm và cả siêng năng để dành thời gian cho chế độ ăn kiêng và đi đến phòng tập thể dục. Thế nhưng bạn hoàn toàn có thể lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ việc thay đổi những thói quen trong sinh hoạt hàng ngày mà chẳng cần phải tốn quá nhiều công sức. Dù lười cách mấy, bạn sẽ dư sức đánh bay lớp mỡ thừa đáng ghét chỉ với 3 bí quyết sau đây. Thở đúng cách. Đây là một trong những cách đơn giản giúp giảm cân mà lại vô cùng hiệu quả. Lý do là càng đưa được nhiều khí oxy vào cơ thể, lượng chất béo càng được đốt cháy nhiều hơn. Cách thở đúng là ngồi thẳng lưng trên ghế, hai chân khép sát và hai tay đặt trên đầu gối. Từ từ hít sâu và thở mạnh ra bằng bụng. Thực hiện động tác này 20 lần mỗi ngày, bạn sẽ có vóc dáng như ý. Tắm nước nóng lạnh luân phiên. Nước lạnh làm giảm nhiệt độ trên da, giúp giải phóng một lượng calo đáng kể. Trong khi đó, nước nóng lại có tác dụng rất lớn trong việc thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm tăng nhiệt độ cơ thể và làm tăng quá trình đốt cháy lượng mỡ dư thừa. Sau khi làm ướt cơ thể, bạn hãy tắm bằng nước lạnh và ấm luân phiên với nhau theo quy tắc 40 giây dùng nước lạnh, 3-4 phút dùng nước ấm. Cách tắm như vậy không chỉ làm giảm mỡ thừa trong cơ thể mà còn giúp bạn tránh các bệnh tật không mong muốn khác như rối loạn nhịp tim, béo phì, rối loạn trương lực cơ và tăng huyết áp. Massage. Các kiểu massage giảm béo tốt nhất là massage bằng ống giác, nước mật ong và massage kiểu nắng bóp. Chúng vừa giúp cải thiện tuần hoàn máu, giải độc, vừa tăng cường chuyển hóa và phân giải lượng mỡ trong cơ thể. Bạn có thể thực hiện phương pháp này ngay tại nhà hoặc tới trung tâm y tế hay spa làm đẹp. Lưu ý, việc massage nên được thực hiện theo đúng kỹ thuật và có chu trình nhất định.